mày không? Anh Thái ơi, anh Thái vô nằm với em nè. Anh Thái à, vô ngủ. Ngủ chưa được rồi? Mày quá. Mới kêu ai vậy? Cái gì? Mới kêu ai vậy? Kêu anh chứ kêu ai trời? Không chắc là kêu anh đâu. Vậy chứ kêu ai? Anh bị khùng à? Ngủ. Hồi nãy em kêu tên thằng Thái, thằng Thái nào? Ủa? Có sao? Em đừng có chối nha, thằng Thái nào, nói mau. Thái nào? Em kêu anh vô nằm ngủ nghỉ chưa cho nó khỏe mà anh nói gì vậy? Em kêu anh thằng nào hả? Kêu anh nãy. Em kêu thằng Thái rõ ràng nha. Anh nghe, hai lỗ tai anh nghe nha. Anh không khùng à? Thái nào? Làm gì tự nhiên kêu thằng Thái? Em không kêu rồi nghe. Thái gì? Khủng gì? Em giỡn mặt anh hả? Thái thằng Thái nào hả? Bây giờ làm thằng Thái nào? Tù thí với thằng Thái nào? Nói. Mày tự nhiên giờ vô kiếm chuyện với em à? Em giỡn mặt anh nào? Giỡn mặt gì? Hồi nãy em kêu thằng Thái rõ ràng, em kêu thằng Thái vô ngủ. Thằng Thái nào vô ngủ? Không biết. Không biết không? Thái nào? Mệt nha. Thái nào? Thái gì Thái? Mơ gì? Tôi đâu có khùng đâu, lỗ tai tôi nghe đàng hoàng nha. Thái nào? Chắc em nghĩ anh nhắc này hả? Nắng quá anh bị sảng hay gì á. Kêu anh mà anh nói gì? Để nghĩ. Thằng Thái nào? Hỏi nào? Thái nào? Thái gì? Thằng Thái nào? Thái nào chứ? Thằng Thái nào? Nào giống mới thì kêu Thái. Em nói em không có kêu Thái nào chưa nha. Kêu Thái nào vô ngủ? Em nói kêu anh á. Anh bị mơ tưởng hả? Anh Thái hả? Cái gì? Bộ anh tên Thái hay gì? Tỏ. Vì sao kêu Thái? Kêu đâu? Hồi nãy kêu Thái gõ gàng chói không? Không có kêu tiếng nào luôn. Kêu vô ngủ rồi nói gì Thái ông gì đâu đây. Không mới thì kêu anh rồi kêu bằng Thái hả? Tự nhiên đâu Thái đâu trong đầu em nghe ra rồi kêu Thái. Anh ơi, anh bị sảng hay gì? Ngủ đi. Trời ơi. Thái nào nói không? Thái nào là thái nào? Bữa nay không nói ra hả là không có yên nó cho biết gì đó. Anh khùng vừa vừa anh nói biết thằng nào nói. Thái nào? Thái nào? Tự nhiên kêu Thái là Thái nào? Tại sao tự nhiên kêu Thái? Chắc Thái đen quá à. Chắc đen không? Tự nhiên đâu Thái cũng kêu dắt này vô rồi kiếm chuyện không kịp nằm nghỉ thôi. Kêu người ta thấy ngồi ngoài nó mỏi mê rồi kêu vô nằm nghỉ rồi hỏi cái chuyện luôn. Nhờ kêu vậy đó mới lội thằng Thái là Thái nào. Bây giờ có khai không? Thái nào là Thái nào? Ủa hí thằng Thái nào? Tự nhiên đâu có thằng Thái. Thằng Thái thằng nào? Ai biết? Không biết là kêu. Không biết là không biết. Không biết là kêu Thái hả? Không biết kêu Thái hả? Không biết kêu Thái hả? Đau nha. Không biết kêu Thái hả? Trời ơi. Nghĩ sao em biết mơ quá anh em. Không biết kêu Thái hả? Thái nào? Hùng vô vô á. Mua không Ủa nha. Thái nào nói không? Thái nào nói? Bây giờ nói không? Đi rồi hả? Giờ Thái là Thái nào? Kìa. Sẵn. Bây giờ nói không? Thái nào? Thái đâu? Tự nhiên kêu thằng Thái là Thái nào hả? Kêu không ai tự nhiên trong đầu tự nhiên người lội ra kêu tên khác chứ á. Em không biết Thái nào chứ. Không Thái nào sao kêu? Không biết. Giờ nói không? Hôm nay là không ra lẽ chuyện này là không yên đó. Mà Thái là Thái nào? Nói không? Giờ nói không? Thái là Thái nào? Không biết mà. Là Thái nào? Không biết Thái nào chứ. Giờ Thái nào? Anh cùng em không có nói gì nha. Giờ nói không? Thái nào? Thái nào? Bây giờ Thái nào? Thái nào? Thái nào kêu thằng Thái? Có biết Thái nào đâu. Thằng đó đâu? Ai mà biết? Trời ơi, tự nhiên hỏi thằng ta sao mà biết được. Mày nói nào? Thái nào? Thái nào? Thái nào? Ủa? Rồi bây giờ cho dù em kêu anh tên Thái đi. Anh Thái gì đó cũng được đi. Em kêu lộn không được sao? Sao lộn? Tự nhiên tên anh chồng em mà kêu lộn bằng Thái là sao lộn được? Ủa lâu lâu cũng lộn vậy? Sao vô lộn được? Trong đầu phải có suy nghĩ cái tên đó hoặc là làm gì có liên quan thằng đó mới kêu vậy. Hộp dịch lộn nó còn lộn nữa chứ em không lộn. Không đi đâu giùm. Bữa nay phải giải thích cho cái gì cho xong. Giải thích cái gì? Giải thích nào? Giải thích cái gì? Tại sao kêu thằng Thái? Thái gì trời? Thái gì? Thằng Thái là thằng nào? Nói. Ai biết nó.
không phải hờ cà gỡ hoài nha. Tự nhiên ở đâu mà kêu thằng Thái? Em không biết luôn nha, ta đi sớm mày. Đi đâu? Đi kiếm Thái cái gì? Trời à? Ơi, anh ghen vừa, anh ghen vừa phải thôi. Tự nhiên không ghen vậy chứ, tự nhiên ở đâu kêu thằng Thái, mắc mới kêu thằng Thái. Ủa, em nói á, mà bây giờ mình kêu lộn không được hay sao? Sao mà lộn được? Sao hồi đó không có chuyện gì lộn, tự nhiên hai chồng này tự nhiên đâu có thêm thằng khác kêu lộn cái tên thằng khác được, làm gì có chuyện đó. Bình thường chứ có gì đâu mà anh làm gì căng như vậy. Tự nhiên sao vô bình thường được, tự nhiên chồng mình kêu lộn cái tên thằng khác ở đâu ra vậy? Có sao? Bắt quá thì nấu thêm mồi chè nữa thôi. Chồng muốn vũ phu. Trừ khi là có cái gì với thằng đó hoặc cái tên đó liên quan tên đó là mới kêu lộn. Chứ không tự nhiên đâu trong đầu mà có cái tên đó chứ á. Không biết. Thái nào trời. Uống nha. Nào. Nghe thở chết luôn rồi đó. Nào. Khủng như vừa tổng rồi. Uống nha, nghe thở. Không làm. Trời là trời, anh khủng như vừa anh Thái ơi. Trời. Gì nữa? Cổ gàng. Cổ gàng gì? Thái thằng nào mới kêu lặng thằng Thái rồi. Thái thằng nào? Thái thằng nào? Nói. Bữa nay đi, bữa nay em đi được anh mới sợ á. Té. Thằng Thái thằng nào? Thái nào? Buông em nghe mà. Ai biết thằng Thái là thằng Thái nào đâu. Ai nhá. Thái nào? Nói. Thằng gì? Thái nào? Quay đây. Thái nào? Anh buông ra, anh nghĩ rồi anh là người đàn ông mà anh đối xử với em gì đây, anh có đúng không? Bây giờ thằng Thái nào? Nói. Hả? Đối xử với em. Bóp đầu. Bóp đầu mình cho đúng hả? Đúng hả? Thái nào? Chồng vũ phu, chồng mất dịch. Thái nào? Nói. Thái gì? Giờ Thái thằng nào? Gì nữa? Em nói anh bị sao rồi đó. Giờ thằng Thái là thằng nào? Cái lỗ tai cái vấn đề hay gì? Mới vừa kêu cái thằng Thái cái bẹp đi nữa nè. Kêu nào? Khỏi chối. Hồi nãy thì còn chối. Mới thì kêu thằng Thái nữa. Còn chối hả? Chị em kêu Thái nào không chị em? Thái nào? Thái ở đâu? Nói không? Em hỏi anh nè, thằng Thái là thằng nào vậy? Chính em miệng em kêu em hỏi anh sao em biết? Người đó ở đâu? Chính em miệng em nói thì chỉ trong đầu em biết thôi. Tăng tiện thằng nào? Anh vừa nói hỏi Thái em biết Thái là thằng nào? Nó ở đâu có biết mẹ gì không, đâu? Không biết sao mà kêu. Bây giờ ra không? Bây giờ nói không? Thằng Thái thằng nào? Bây giờ không nói hả? Sao? Ăn ghế cho biết gì đó. Đúng không? Dữ không? Thằng nào? Nói ai? Nói ai? Chúng mình cho ăn miếng ghế luôn nè. Thằng tiện thằng nào? Nào? Đừng có giỡn anh ha, mà biết một cái cụ thể chính xác ha. Sao? Hai đậu trẻ em hai cho biết gì đó. Trời. Giỡn mặt. Trời. Ui, con có mặt kìa. Đúng không? Giỡn mặt không? Muốn gì? Lên là chạy đó. Giỡn mặt không? Ui, là trẻ, làm gì vũ trời vậy Thái? Vâng. Thái nào? Có lẽ không? Không biết cháu thế nào đâu. Giỡn mặt không? Khùng gì vậy? Đừng có giỡn nha. Ai giỡn nè? Ai thèm giỡn? Thái. Để đi. Tôi ha, anh ha, mà biết cụ thể thằng nào ha, thằng tiện thằng nào ha, lúc đó đừng có trách. Ôi, nó gọi ra cho biết gì đó. Vợ tướng ốm như cây miếu luôn, cong cong cái tay kìa. Gớm. Giỡn không? Rồi sao? Để đi. Rồi ra một cái hay nó biết chính xác một cái rồi nó trẻ một cô hai thằng hai đứa cho biết gì đó. Dữ gì à? Trời. Trời bằng cái trời có sao không chàng? Mấy á. Không, giỡn mặt. Trời ơi, cô có mặt đó kìa. Để đi, chừng nào có bằng chứng một cái là biết cả. Anh ơi, anh có bị khùng không vậy anh? Đúng không? Nghĩ sao vậy? Cầm nha. Nghe kêu một tên thằng đó một lần nữa là chết đó, cho biết gì đó. Thằng đó là thằng nào? Kêu tên gì? Giỡn mặt. Hả? Kêu tên gì? Chết vậy đó thì đừng nói. Đi đâu vậy? Anh đi đâu? Đi giao ngủ nè Thái. Thái mi
thay đen. Thế nào vừa cái nhở? Chạy chúa. Rồi. Chúng đập chết tao quý vị. Rồi. Chủ luôn nè. Vô một cái là chúng gặp cái biết tay rồi. Đừng có giỡn mà. Cái lồi thái nào ra hả, nó trẻ đầu hết biết gì đó. Con chip nó kêu nó kiếm dữ vậy. À, đi về cái nhời. Chặn đi sải sải. Đi sải sải giống như ngựa vậy cả nhà. Đó. Có giỏi đi luôn nghe, đừng vô nhà nữa nghe, nghe. Thôi bây giờ chào ổng nhiều nó đủ rồi cả nhà. Ổng đi, ổng đi. Đi vòng vòng vườn vườn rồi cả nhà. Bây giờ là em kết thúc clip tại đây cả nhà. Hẹn gặp cả nhà ở clip sau. Bye bye cả nhà.